Hypixel Studio. Ngày xưa em bán sữa đậu nành, ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh. Vâng, chính em ngày xưa đó, em bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Nè Ngọc Hân, bạn đang pha sữa đậu nành hả? Cho mình uống với. Trời ơi, sữa đâu ra mà uống, sữa cho cuốn, uống không? Gì? Sữa cho cuốn uống hả? Ừ, thật mà. Vừa hát sữa đậu nành, vừa pha sữa vô cuốn uống, được không? Ồ, nhưng mà mình khát nước quá à. Có bạn có gì không? Cho mình uống với. Có nước lọc trong tủ lạnh á, đổ lên mà uống. Trời đất ơi, bạn bè tới nhà chơi phải tiếp đãi cho đàng hoàng chứ, ai đâu mà uống nước lọc. Nè, bạn là bạn của tôi, chứ đâu phải là chị hai của tôi đâu. Mà bạn đòi hỏi hoài hả? Có sữa tươi á, uống không? Ừ, thì cũng được. Nhưng mà mình thích uống sữa bí ngô hơn. Hả? Sữa bí ngô hả? Ừ. Sữa bí ngô là gì mình đâu biết. Thì sữa bí ngô là sữa bí đỏ đó. À, thì ra là trái bí đỏ. Nhưng nhà mình chỉ có trái bí đỏ thôi, chứ không có sữa bí đỏ. Ờ, vậy bạn đưa cho mình trái bí đỏ đi, rồi mình pha sữa bí ngô cho. Ủa, bạn biết pha sữa bí ngô hả? Ừ. Vậy bạn đi vào bếp của mình đi. Đi. Hồng đi nhé. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với căn bếp của Gia Hân và Ngọc Hân. Hôm nay chúng ta sẽ làm sữa bí ngô. Nguyên liệu gồm có mật ong, sữa đặc, sữa tươi và bí ngô. Gia Hân ơi, bây giờ nguyên liệu đã có rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Đầu tiên chúng ta làm gì vậy Gia Hân? Đầu tiên chúng ta sẽ cắt bí ngô ra thành miếng nhỏ như vậy. Các bạn hãy nhờ ba mẹ nha. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ bí ngô vào máy xay cùng một chút sữa tươi, chút sữa đặc và mật ong nữa. Nhầm, bỏ vô ào thôi. Bỏ vô thôi. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm một ít mật ong. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào. Trời ơi, để tôi cho. Tiếp theo là cho sữa đặc. Cho sữa đặc phải nhiều nhiều nha các bạn. Rồi. Và cuối cùng là cho sữa tươi. Rồi, bây giờ chúng ta ấn nút thôi. Sau khi đã xoay bí ngô xong thì chúng ta sẽ đổ vào nồi. Cho hết vào luôn nha Gia Hân. Đúng vậy, chúng ta sẽ cho hết vào. Và bước cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ cho bí ngô lên bếp. Không? Rồi. Và trong lúc chờ bí ngô chín thì chúng ta sẽ hát lại cái bài hồi nãy bạn hát, tại vì bài đó nghe hay quá à. Vậy mình hát đi. Ngày xưa em bán sữa
chiếc xe màu xanh. À, sôi rồi kìa. Tắt bếp thôi. Rồi. Mùi rất là thơm quý vị ạ. Không có thổi nha. Chúng ta cứ để im đó thì nó sẽ tự nguội nha. Coi chừng phóng tay nữa nha. Phóng tay là tiêu uống nha. Bạn đừng đụng vô, nếu không thì bạn sẽ bị phỏng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thành phẩm của mình nha. Bạn uống trước đi. Ừ, mình uống xong tới bạn đó. Wow, ngon quá. Mình thấy nó hơi béo béo. Ừ, đúng rồi. Từ khi mà mẹ mình cho mình uống cái này á thì mình đã lớn hơn đó. Sữa này rất là bổ. Và bây giờ là đến phần đặc biệt nhất đây. Tụi mình sẽ dành 5 phần quà đáng yêu và dễ thương dành cho 5 bạn trả lời đúng câu hỏi sau đây. Xin mời Ngọc Hân đọc câu hỏi. Mình đố các bạn biết công dụng của món sữa bí ngô là gì? A. Tăng cân. B. Giảm cân. C. Giữ cân. D. B và C đúng. Các bạn hãy nhanh tay comment để có cơ hội nhận được nhiều quà của hai fan Studio nhé. Còn bây giờ Gia Hân, Ngọc Hân xin chào tất cả.